cũng qua thông qua chương trình này, mình rất là hy vọng gửi đến các bạn một câu là một câu slogan với bản thân mình, đấy là câu Sagi Panita. Các bạn bắt đầu thì đấy là các bạn đã đi được một nửa quãng đường rồi các bạn ạ. Cứ đi rồi sẽ đến các bạn nhé. Tiếng Hàn không khó, topic cũng không khó, nhất là trong thời đại hiện nay online các bạn học được ở mọi lúc mọi nơi, không có vấn đề gì cả. Thời đại 4.0 mà các bạn, đúng không nào? Tức là chỉ sợ mình không muốn học thôi, còn nếu đã muốn thì sẽ có cách đúng không ạ?